Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Marketing. Mình là Lê Xu Vinh, hiện tại mình là founder của Vinh Marketing. Mình có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống marketing online cho các doanh nghiệp. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái món quà mà bạn sẽ nhận được khi mà đăng ký sử dụng cái gói thiết kế web chuyên gia này tại Vinh Marketing. Ok, trước khi đến với nội dung chính của ngày hôm nay, quý chị và các bạn nhớ bấm vào like, subscribe và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất khi mà mình phát sóng. Cảm ơn quý chị và các bạn rất là nhiều. Thì trong hai cái video trước thì mình đã chia sẻ đến với anh chị các bạn một cái giải pháp, một cái sản phẩm sắp ra mắt của Vinh Marketing, đó là cái gói thiết kế web chuyên gia. Thông thường thì khi mà anh chị sử dụng cái gói thiết kế web ở đây thì mình chỉ thiết kế web là xong ha. Tuy nhiên với cái sản phẩm hiện tại này thì nó có thêm các cái tính năng như là tự động share các cái bài viết. Khi mà chúng ta viết bài trên web thì nó sẽ tự động share lên trên group, share trên fanpage, share trên các web khác. Hoặc là khi mà chúng ta có một cái video trên YouTube thì nó sẽ tự động đẩy về cái web. Đó là một cái tính năng mới và đặc biệt trong cái mình sẽ tích hợp vào trong cái gói thiết kế web chuyên gia này ha. Và một cái đặc biệt nữa, trên cái web thì chắc chắn sẽ có các cái form, các cái cửa sổ để mà chúng ta giao tiếp với khách hàng, đặc biệt là cái form. Nếu mà khách hàng họ điền form thì chắc chắn cái thông tin đó chúng ta sẽ lưu trữ tại một cái phần mềm CRM nào đó. Và khi mà chúng ta có được một cái data lớn rồi, hoặc là chúng ta đã có một cái data mới trong cái phần mềm quản lý khách hàng này, thì chúng ta sẽ sử dụng bắt đầu là chăm sóc khách hàng này ha. Chúng ta sẽ tạo ra một cái chuỗi kịch bản, ví dụ như từ bài 1 đến bài 2. Ngày như vậy chúng ta có thể gửi một bài hoặc là 2 ngày gửi một bài cho khách hàng. Nếu mà khách hàng sử dụng email thì chúng ta sẽ gửi bằng email. Nếu mà sử dụng SMS thì gửi bằng SMS ha. Nếu mà sử dụng Zalo thì chúng ta sẽ gửi bằng Zalo. Nếu sử dụng chatbot thì chúng ta sẽ sử dụng chatbot. Không có cái việc mà chúng ta chăm sóc khách hàng như thế này. Chúng ta gửi những cái bài viết, chúng ta giải quyết các cái vấn đề cho khách hàng, các nhu cầu khách hàng. Và từ đó giúp cho cái tỷ lệ chuyển đổi nó cao hơn khi mà chúng ta bắt đầu bán một cái sản phẩm nào đó. Và đó là cái việc mà chúng ta giảm áp lực đi cho sale rất là nhiều. Nhiều hơn so với cái việc đó là khi khách hàng họ có cái nhu cầu để lại thông tin thì bắt đầu sale vào vào chốt ha. Thì cái quy trình này rất là khó. Tuy nhiên để mà khi mà khách hàng tương tác ở bên ngoài mạng xã hội nè, xong rồi vào web nè, rồi sau đó thông qua một cái chương trình chăm sóc khách hàng, cái kịch bản này chúng ta sẽ tự lên ha. Thực chất khi mà chúng ta thiết kế web thì chúng ta đã viết rất nhiều bài rồi, và những cái bài này mục đích cuối cùng là chúng ta giải quyết các vấn đề cho khách hàng. Nhưng mà không phải khách hàng nào họ cũng đọc cái bài viết hết các bài viết trong này. Do đó khi mà có một cái khách hàng mới vào đây thì chúng ta sẽ sắp xếp các cái bài viết mà chúng ta đã viết sẵn chúng ta gửi thông qua cái công cụ email này, đúng không ạ? Vậy thì cái việc này giúp cho cái việc bán hàng của chúng ta nó dễ dàng hơn. Và một cái phần quà đi kèm với lại cái gói thiết kế web này đó là một cái email theo tên miền, email doanh nghiệp các bạn. Thì các bạn biết là khi mà chúng ta gửi một cái email cho khách hàng đi, thì cái email của chúng ta cũng kèm cái tên miền đó. Ví dụ như tên miền của mình là vinmarketing.com, ví dụ như cái tên miền của mình là email của mình là chăm sóc khách hàng @vinmarketing.com hoặc là support vinmarketing.com. Như vậy thì cái tên miền nó uy tín hơn, nó pro hơn. Thì một cái món quà mà mình muốn dành tặng cho các bạn trong cái kèm theo cái gói thiết kế web này, đó là một cái email theo tên miền. Thì các bạn sẽ được nhận cái email theo tên miền này sử dụng trong vòng 1 năm miễn phí các bạn ha. Đó, đây là một cái món quà rất là đặc biệt. Khi mà có cái email này rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta gửi khách hàng hơn, và mình sẽ hỗ trợ các bạn set up cái cách để chúng ta gửi các cái chương trình cho khách hàng. Ok, nếu các bạn thấy cái video này hay, nhớ bấm like và share cho nhiều người biết ha. Nếu các bạn có một thắc mắc nào đó về cái giải pháp này, để lại bình luận bên dưới. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video sắp tới. Bye bye.